6 kiểu uống sắn dây cực độc, đừng chủ quan mà có ngày hối không kịp. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Vui. Quý vị thân mến, vào những ngày hè nóng nực, một cốc bột sắn dây là sự lựa chọn yêu thích của nhiều người để giải nhiệt cơ thể. Theo nghiên cứu hiện đại, bột sắn dây còn có nhiều tác dụng khá phong phú như cải thiện lưu lượng tuần hoàn não và động mạch vành tim, làm giảm đường huyết, hạ huyết áp, chống loạn nhịp tim, giải độc, bảo vệ tế bào gan, chống lão hóa và ung thư. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng cách thì bột sắn dây cũng gây ra những nguy hiểm chết người. Và trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Vui sẽ chỉ ra 6 kiểu uống sắn dây cực độc, những ai yêu thích thứ đồ uống mát bổ này cần xem ngay để tránh hại sức khỏe. Kiểu thứ nhất, pha bột sắn dây quá nhiều đường. Được mẹ chồng gửi cho cân bột sắn dây ướp hoa bưởi bà tự làm, chị Nguyễn Thị Hằng, quận Hoàng Mai, Hà Nội vui lắm. Chẳng là con trai chị hay bị rôm sảy, con chồng thì hay bị nhiệt miệng, nên chị Hằng muốn cho chồng con uống bột sắn dây để giải nhiệt. Tuy nhiên, chị không dám mua ngoài vì sợ bột sắn dây trôi nổi ngoài thị trường không biết đường nào một lần. Chị sợ nhất khâu làm bột kém vệ sinh và pha tạp chất. Nhận được bột sắn dây mẹ chồng gửi, chị pha cho con uống mỗi ngày. Để dụ con uống, chị đã pha nhiều đường vào cho ngọt. Chị không ngờ sau 2 tuần uống sắn dây, con có biểu hiện bứt rứt, khó chịu cồn cào như đang nóng trong. Ngừng uống bột sắn dây thì con không bị như vậy nữa. Tôi không hiểu vì sao bột sắn dây để giải nhiệt mà con lại có biểu hiện nóng như vậy. Chị Hằng thắc mắc. Thời tiết nắng nóng làm cho mọi người có xu hướng tìm đến những món đồ ăn uống có tính mát. Trong đó dùng bột sắn dây giải nhiệt, ngăn ngừa mụn nhọt, rôm sảy, làm mát da rẻ là lựa chọn phổ biến trong các gia đình. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng thức uống này đúng cách. Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Hồ Thu Mai, khoa dinh dưỡng bệnh viện Vinmec khẳng định bột sắn dây có tính hàn, giải nhiệt rất mạnh. Nhưng nếu thường xuyên uống bột sắn dây quá nhiều đường thì chính lượng đường đó sẽ khiến bột sắn dây phản tác dụng, gây nhiệt miệng, nguy cơ béo phì, tiểu đường. Tiến sĩ Hồ Thu Mai lý giải. Như vậy, nếu trường hợp uống đường thì chỉ nên pha vừa đủ ngọt man mát vì bột sắn dây pha thêm nhiều đường sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn nếu dùng sắn dây giải rượu, bạn nên pha thêm một chút muối cho dễ uống. Kiểu thứ hai, uống nước sắn dây dễ động thai. Phụ nữ mang thai khi uống bột sắn dây cần lưu ý. Nếu cơ thể đang nóng thì uống nước sắn dây là rất tốt. Nhưng nếu bạn thấy người mình đang lạnh, cơ thể mệt mỏi, có biểu hiện tụt huyết áp thì bạn không nên uống vì sắn dây sẽ làm tăng tính lạnh. Trường hợp thai phụ có dấu hiệu bị động thai mà do dạ con co bóp nhiều thì không được dùng sắn dây. Kiểu uống thứ 3, uống nhiều sắn dây sống. Bất kể thứ gì ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, kể cả những người đang khỏe mạnh bình thường cũng không nên uống quá một ly nước sắn dây một ngày. Cách uống sắn dây tốt nhất là nên uống chín và chỉ nên cho một chút đường. Kiểu thứ 4, ướp bột sắn với hoa bưởi. Thói quen ướp hoa bưởi vào sắn dây để nước uống được thơm hơn, tuy nhiên thói quen này nên bỏ bởi hoa bưởi làm giảm dược tính của bột sắn dây một cách đáng kể. Kiểu thứ 5, cho trẻ nhỏ ăn bột sắn dây sống dễ gây tiêu chảy. Đối với trẻ em, bột sắn dây là một dạng tinh bột lọc ra từ cây sắn dây và ở dạng sống, có tính hàn rất mạnh. Các bộ phận của trẻ em nhìn chung còn yếu ớt nên nếu dùng sống sẽ dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy. Kiểu thứ 6, mua phải bột sắn dây giả. Trên thị trường hiện nay có hai loại bột sắn dây của Việt Nam và Trung Quốc. Sắn dây Trung Quốc cho lượng bột nhiều hơn nhưng không thơm và chất lượng giải nhiệt không bằng sắn dây ta. Thêm vào đó vì lợi nhuận nên nhiều người thường trộn bột mì vào bột sắn dây để kiếm lời. Tốt nhất nên lựa chọn bột sắn dây của nước ta ở những điểm bán uy tín hoặc tự mua củ sắn tươi về tự chế biến để đảm bảo an toàn về vệ sinh. Bột sắn dây thật có màu trắng tinh khiết, hương thơm tự nhiên, hạt to và sắc cạnh, bột không ẩm, khô. Khi nếm thử bằng cách cắn một miếng sẽ cảm thấy vị giòn tan, thấy hơi ấm nơi đầu lưỡi và tan nhanh trong miệng. Sau khi bột sắn tan ra, chúng ta sẽ cảm nhận được sự mềm mịn tự nhiên. Khi mua bột sắn dây mà bạn cảm thấy lẫn nhiều tạp chất, hạt không sắc cạnh, màu trắng không tự nhiên, ít thơm hoặc nặng mùi, cắn thử thấy bở thì nên cẩn thận mua phải loại bột giả. Chú ý khi mua bột sắn dây, bạn nên chọn loại bột thật khô và giòn, như thế có thể để được lâu dùng dần. Tránh mua loại bột đã ướp hoa bưởi vì dễ bị mốc.
Bên cạnh những sai lầm khi uống bột sắn dây nêu trên, nhiều người lo ngại khi không có thông tin cho rằng uống sắn dây kết hợp cùng mật ong sẽ tạo thành chất độc chết người. Vậy điều này có đúng không? Về thông tin này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định, uống sắn dây kết hợp cùng mật ong tạo chất độc chết người là không chính xác. Chúng ta vẫn có thể nấu chè bột sắn dây và thêm mật ong cho thơm ngon, nhiều dinh dưỡng, nhưng điều kiện là mật ong phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến. Theo bà Lâm, các thực phẩm không kỵ nhau đến mức gây nguy hiểm cho sức khỏe, chỉ có những thực phẩm có tác dụng hiệp đồng hoặc gây hạn chế tác dụng của nhau. Ví dụ như uống trà, cà phê đặc ngay sau bữa ăn có thể gây hạn chế hấp thu sắt. Nước, quả chín giàu vitamin C lại giúp tăng cường hấp thu sắt. Nếu bạn ăn các loại rau nhuận tràng cùng với hải sản như hàu, ngao là những thực phẩm dễ nhiễm khuẩn, cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa. Với sắn dây khi uống, cần lưu ý những người viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa không nên sử dụng vì chúng có thể gây nhuận tràng, Phó Giáo sư Lâm lưu ý. Lương y Vũ Quốc Trung, Hà Nội cũng cho biết, bột sắn dây sau khi tinh lọc chỉ còn tinh bột, khi ăn vào cơ thể chuyển hóa thành đường glucosa, còn mật ong có thành phần hầu hết là đường glucosa, đường fructosa và một số vitamin, vi lượng hoạt chất sinh học. Mật ong là chất bổ dưỡng tốt, có tác dụng chữa bệnh về đường ruột và có tính kháng khuẩn nên không hề gây hại. Về tương tác với bột sắn dây, hoàn toàn là sự bịa đặt bởi mật ong tính bình, sắn dây tính mát kết hợp với nhau không hề gây ra phản ứng, Lương Y Trung cho hay. Còn theo thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bột sắn dây có độc tính rất thấp, không có tác dụng gây đột biến, nên có thể dùng thường xuyên. Tuy nhiên, cần phân biệt sắn dây ta và sắn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong đó, sắn dây Trung Quốc cho lượng bột nhiều hơn nhưng chất lượng giải nhiệt và mùi thơm không tốt bằng sắn ta. Hơn nữa, vì lợi nhuận, người bán thường hay trộn bột sắn thường với bột sắn dây để kiếm lời. Chuyên gia khuyến nghị người dân nên tự mua củ sắn dây tươi, tự chế biến hoặc thuê các cơ sở có uy tín và đảm bảo vệ sinh. Như vậy có thể thấy bột sắn dây tuy là thực phẩm mát lành và phổ biến, nhưng chúng ta cũng không được chủ quan và tùy tiện sử dụng. Ở phần tiếp theo của chương trình, Sống An Vui sẽ chỉ quý vị cách uống bột sắn dây đúng cách và an toàn. Mời quý vị cùng đón xem. Hướng dẫn pha bột sắn dây đúng cách. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 muỗng canh bột sắn dây, 1 ly nước sôi, 1 muỗng canh nước cốt chanh. Các bước pha bột sắn dây đúng cách. Cho bột sắn dây vào 1 ly thủy tinh rồi cho nước sôi vào. Cho từ từ nước sôi vào khuấy đều để sắn dây không bị bón cục. Sau đó cho nước cốt chanh vào, khuấy đều rồi thưởng thức. Dùng 1 ly sắn dây trước khi ăn khoảng 20 phút để hỗ trợ giảm cân một cách tốt nhất. Đối với sắn dây đã phơi khô hoặc sấy khô, bạn cần cho vào hũ kín để bảo quản. Khi dùng thì lấy một lượng vừa đủ và hãm với nước sôi là có thể sử dụng. Bạn có thể cho vào một ít đường phèn để dễ dùng hơn. Cách uống bột sắn dây tốt nhất là khoảng 30 phút đến 1 giờ sau khi ăn trưa hoặc ăn tối, không nên uống vào buổi sáng. Uống vào thời điểm này sẽ an toàn cho sức khỏe và giúp cơ thể hấp thụ các chất vốn có trong sắn dây. Khi quý vị đã nhận biết và nắm chắc được cách sử dụng bột sắn dây đúng cách rồi, loại thực phẩm này sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Chúng ta cùng điểm qua một số công dụng và bài thuốc từ bột sắn dây ngay sau đây nhé! Thứ nhất, điều trị chứng nghiện rượu và giải độc rượu. Rượu là chất kích thích cực kỳ không tốt cho sức khỏe. Sử dụng bột sắn dây có thể làm giảm cơn nghiện và giảm lượng hấp thụ trong cơ thể. Theo Nature News, thời Trung Quốc cổ đại, sử dụng sắn dây được coi là một phương pháp trị nghiện rượu. Củ sắn dây tươi giã vắt nước cốt uống, sắn dây khô sắc nước uống, bột sắn dây hòa nước, thêm ít muối uống sống. Thứ hai, hỗ trợ tiêu hóa. Bột sắn dây được dùng nhiều, bác sĩ khuyến cáo sử dụng nhằm hỗ trợ tiêu hóa đối với những bệnh nhân bị viêm loét dạ dày và ruột kích ứng. Tuy nhiên, bột sắn dây có tính hàn nên trẻ nhỏ không nên hoặc hạn chế sử dụng. Sử dụng nhiều có thể dẫn đến đau bụng và tiêu chảy. Thứ ba, giúp giải khát hiệu quả. Bột sắn dây là một loại thức uống giải khát hiệu quả cho những người bị cao huyết áp, đau đầu và bị nhiệt miệng. Bạn dùng 30g sắn dây cho vào túi vải nhỏ, rồi hãm cùng với nước sôi khoảng 20-30 phút là có thể sử dụng được. Bạn cũng có thể cho bột sắn dây ra ly, rồi cho nước sôi vào sau đó để nguội, có thể thêm đá và đường rồi thưởng thức. Thuốc uống này có thể giải nhiệt cực kỳ tốt vào những ngày hè nóng nực. Thứ tư, giúp cải thiện vòng một.
Thành phần của sắn dây rất giàu protein và lecithin. Các chất này giúp sản sinh nội tiết tố nữ estrogen, giúp vòng một căng tròn và rắn chắc hơn. Bột sắn dây còn giúp điều hòa kinh nguyệt và nội tiết tố. Bạn chỉ cần dùng bột sắn dây pha với nước nóng để nguội, uống 2 lần một ngày vào 2 ngày đầu sau ngày đẹp đỏ và 1 ly cho những ngày sau đó sẽ giúp thanh nhiệt cơ thể để giúp da rẻ hồng hào, bớt mụn. Thứ 5. Điều trị tàn nhang. Chất isoflavone trong củ sắn dây sẽ thay thế hormone bị rối loạn và làm ổn định hoạt động của chúng, ngăn cản sự bài tiết quá nhiều của các sắc tố melanin, làm giảm thâm nám. Bên cạnh đó, isoflavone còn có thể chống oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Bạn pha bột sắn dây với nước ép cà chua và thoa lên mặt, kết hợp với động tác massage nhẹ nhàng để các hoạt chất thấm vào bên trong da. Thứ 6. Trị say nắng, say sóng. Bột sắn dây có tác dụng giảm cảm giác khó chịu khi bị say nắng, say sóng như vã mồ hôi, choáng váng, choáng mặt, hoa mắt. Bạn có thể dùng 2-3 muỗng canh bột sắn dây rồi hòa với nước sôi, sau đó cho thêm một ít đường rồi chia thành 2-3 lần cho bệnh nhân uống là có thể hồi phục nhanh chóng. Thứ 7. Chảy máu mũi thường xuyên. Củ sắn dây tươi giã nát, vắt lấy nước cốt uống mỗi lần một cốc. Thứ 8. Ngộ độc thức ăn. Củ sắn dây tươi, ngò sen tươi hai thứ giã nát, vắt lấy 500ml nước cốt mỗi thứ, hòa đều uống dần. Thứ 9. Trị rắn cắn. Có thể lấy giã lá sắn dây tươi vắt lấy nước uống, bã đắp lên nơi rắn cắn, sau đó chuyển gấp đến bệnh viện gần nhất. Thứ 10. Vết thương chảy nhiều máu. Dùng lá sắn dây tươi giã nát đắp vào vết thương. Cuối cùng, trị viêm họng. Bột sắn dây tán nhỏ, bôi vào các chỗ đau hoặc hòa với nước sạch, ngậm để chữa viêm họng. Sau những thông tin vừa rồi thì chúng ta có thể thấy bột sắn dây mang đến những công dụng rất tuyệt vời cho sức khỏe. Nó cải thiện các vấn đề về dạ dày, bệnh tật và tình trạng mãn kinh ở phụ nữ. Nhưng bạn đừng quên xem xét những sai lầm khi sử dụng nó để tránh gây hại cho cơ thể nhé. Chúc quý vị sử dụng loại thức uống rẻ tiền, mát bổ này một cách hiệu quả và có ích.